Ngày 8 tháng 10, Công an phường 2, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh đang chạy với tài xế chạy tuyến 150 tuyến bến xe Chợ Lớn ngã ba Tân Vạn để gia công rõ hành động dùng vật nhọn đâm giới trẻ mặc áo ra bi ke thương tích. Theo đó, sáng 8 tháng 10, một đoạn clip hơn 1 phút đăng lên mạng ghi lại cảnh giới trẻ khoảng 25 tuổi, mặc áo ra bi ke cự cãi với tài xế xe buýt khoảng 30 tuổi. Tài xế xe buýt công an đem về trụ sở. Người đăng lên clip cho hay, tài xế xe buýt trong đoạn clip chạy tuyến 150 tuyến bến xe Chợ Lớn ngã ba Tân Vạn. Sự việc diễn ra gần bến xe Chợ Lớn. Sau va chạm, tài xế xe buýt cùng giới trẻ áo ra bi ke cự cãi. Bất ngờ tài xế xe buýt dùng vật nhọn đâm năm giới trẻ áo ra bi ke trọng thương. Clip vụ tài xế xe buýt dùng vật nhọn đâm giới trẻ mặc áo ra bi ke ở Sài Gòn. Sau đó, tài xế xe buýt dùng vật nhọn đâm giới trẻ này thương tích. Công an phường 2 đã đưa tài xế xe buýt về trụ sở để đưa lời khai hiểu rõ hành động. Nếu đủ cơ sở, phía công an sẽ giải quyết theo đúng quy định.